Trước khi bắt đầu mình xin phép quảng cáo một chút. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua điện thoại, mua phụ kiện, tai nghe thì nhớ sang bên Shopee Sun Sale và đánh giá store nha. Mình bán tất cả, các bạn mua gì cũng đều có. Hoặc các bạn có thể sang bên TikTok Sun Sale và đánh giá để mua phụ kiện sò lạnh, tai nghe, sạc dự phòng với mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá. Có tầm khoảng 7 triệu thì các bạn có mua sản phẩm này không? Trên tay của mình là Realme 13 Pro Plus, chạy con chip thì là Snap 7S Gen 2 được các bạn ạ. Và đây, thiết kế con này thì nói thật các bạn, nó cũng không thực sự là xấu mà này đẹp đấy. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có một sản phẩm có màn hình cong các bạn nha. Nhưng mà đây, các bạn lưu ý này, với cái con này khi mà các bạn có nghiêng đi thì nó sẽ hơi bị ám hồng nhẹ nhẹ một chút xíu ở cái khu vực viền viền này các bạn nha. Không biết này, để mình sẽ giảm độ sáng xuống một chút để các bạn dễ nhìn hơn. Đây. Anh em thấy không? Cái khu vực này nha, nó sẽ hơi bị ám hồng hồng nhẹ chút xíu. Tuy nhiên trong ngày hôm nay thì mình sẽ test hai tựa game chính là PUBG Mobile và Top Chiến các bạn nha. Trước tiên thì các bạn có thể xem lại một chút về thông tin của máy này. Đang chạy trên cái giao diện Realme UI 5.0 và đây là cái phiên bản mới nhất các bạn nha. Cái phiên bản 14.1.0.406 được chưa các bạn? Về sim sóng hiện tại thì mình có gọi thử 900 hay là những số điện thoại khác thì nó vẫn có thể nhận ngon lành các bạn ạ. Có thể hiện tại thì mới lắp nên là nó chưa có vấn đề gọi là bị lock sim. Đó, ok luôn anh em ơi. Rồi, về một vài cái thông tin thêm, ví dụ như là chuẩn Wi-Fi chẳng hạn thì con này vẫn hỗ trợ chuẩn Wi-Fi L1 các bạn nha. Rồi, quay trở lại về tựa game là PUBG Mobile và Tốc Chiến. Mình có test khá là lâu. Tức là với PUBG nha, mình chơi phải tầm khoảng gần 40 phút. Và đây là biểu đồ FPS của nó. Đây là FPS trung bình khi mà mình có chơi ở cái mức đồ họa là HDR cực độ các bạn nha. Còn về mượt thì các bạn cũng chỉ có thể chơi ở cái cực độ thôi các bạn. FPS trung bình thì được tầm khoảng 58.6 FPS. Và sau tầm khoảng gần 40 phút chơi nha, thì phần trăm pin mình sẽ mất tầm khoảng đâu đó từ 48% pin xuống còn 35% pin. Và nhiệt độ gần 37 độ C trước khi chơi, sau khi chơi nó lên đến khoảng 39 độ C. Nói chung là với con chip Snap 7S Gen 2 mình thấy là nó có cái trải nghiệm chơi game khá là ổn với tựa game tầm trung độ về và nhiệt độ nó không quá nóng các bạn nha. Ngay sau khi mình chơi PUBG xong thì mình có chuyển sang Tốc Chiến luôn với mức đồ họa là cao và 120fps. Đây, anh em nhìn FPS này, nó nếu xét về mượt mà các bạn nhìn FPS nha, nó sẽ không thực sự là quá thẳng đâu. Thậm chí nhiều lúc mình combo ấy, FPS nó xuống tầm khoảng 8x các bạn, 7x luôn. Ở FPS trung bình tầm khoảng 100.4 FPS. Và đây, nó sẽ tốn tầm khoảng 5.2 mAh điện các bạn nha. Phần trăm pin giảm từ 34% xuống còn 27% pin sau tầm khoảng 15 phút chơi. Và nhiệt độ nó không quá nóng đâu, chỉ quanh quẩn khoảng đâu đó là 36 độ C thôi. Đây là mình chuyển từ PUBG sang Tốc Chiến luôn các bạn nha. Đây, em có thể xem lại một chút về cái FPS trung bình. Nó không quá ngon các bạn, nhưng mà em lưu ý, nếu mà Tốc Chiến thì mình thấy là tối ưu về trải nghiệm chơi game nó cũng không thực sự là ngon. Còn với PUBG thì đấy, anh em thấy FPS khá là ổn nha. Tổng thể thì mình chơi tầm khoảng đâu đấy là gần một tiếng nha. Đây cho các bạn xem luôn. 55 phút này thì phần trăm pin cả hai game nhá, từ 48% còn khoảng 27% pin. Bởi vì viên pin này nó rơi vào khoảng đâu đấy là 5200 đi kèm với cái công suất sạc là 80W. Thì với tầm khoảng 7 triệu mình nghĩ là bạn nào cầm sản phẩm có cam ok. Đó, có cam khá là ổn nha. 2, 3, 6 này. À, được chưa? Và thứ hai là chúng ta sẽ có một sản phẩm là màn hình cong, thiết kế cụm cam này. Đó. Rồi là tổng quan cũng khá là ổn đúng không anh em? Các bạn lưu ý này, cái mặt lưng ở trên sản phẩm này là mặt lưng nhám, nên là các bạn có sử dụng cái máy từ tính ấy thì nó sẽ dính không quá chắc đâu. Nói chung tổng quan thì với Realme 13 Pro Plus trong tầm tiền khoảng 7 triệu thì với Realme 13 Pro Plus thì nó sẽ phục vụ cho một cái đối tượng nhất định các bạn nha. Cần đẹp, cần cam ngon và gaming cũng không phải là quá căng thẳng thì con này khá là ổn nha. Tuy nhiên là cái cụm cao thì mình thấy là nó sẽ hơi to một tí. Còn đây là viền dưới này, viền trên này, trái phải này. Đấy, anh em cảm thấy sao về Realme 13 Pro Plus? Đừng quên để lại comment bây giờ nha. Cái vấn đề nữa đó là về vụ lock sim. Nếu mà bán về Việt Nam mà anh em hỏi kỹ xem là cái cửa hàng bán xem là về sim sóng là đã unlock được chưa. Unlock rồi thì anh em mua thoải mái nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem ở đây. Và mức giá dự kiến của Realme 13 Pro Plus mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là bình luận game. Cảm ơn các bạn xem ở đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.